dây sắt bốn thành hình lò xo, có mũ gỗ ha, rồi đang lộ xi, rồi có hiện tượng gì không? Bây giờ đốt nóng đỏ sợi dây sắt. Rồi đưa dân vào lò điện thiếu oxy để quan sát. Chúng ta quan sát là điện hiện tượng chứ không cần phản ứng nha.